Sanh Tút à, đem bữa sáng lại đây cho tôi nào. Sanh Tút, tôi đã nói cậu phục vụ bữa sáng cho tôi mà. Anh ấy đang bận dọn dẹp ở khu vườn rồi. Để em giúp anh cho. Không, anh sẽ tự làm. Nào, hãy để em giúp cho. Ôi, em đang làm gì vậy? Em cần phải sơ cứu. Anh cũng cần điều đó nữa. Anh chỉ che vết thương của mình bằng một chiếc khăn tay. Đó không phải việc của em. Em có thể nói điều tương tự với anh. Bằng vết thương của em đi. Ấy, đợi đã. Hãy để cho em băng vết thương cho anh. Để em làm đi mà. Xong rồi. Em cũng băng bó vết thương của mình đi. Nghe nè, anh hãy dùng bữa sáng của mình đi. Anh không đói. Anh đói, nhưng mà anh sẽ không ăn sáng. Bởi vì em đã làm, có phải không? Anh không nên có bất kỳ vấn đề nào với bữa sáng mà do em làm đâu. Bởi vì em chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Đối với anh, em cũng giống như bất kỳ người phụ nữ nào khác thôi. Vì vậy, anh không nên gặp vấn đề gì với việc ăn sáng, phải không? Anh có cần gì nữa không? Có thể một ít dưa chua không? Sanjip à, xoài để về chưa? Để tôi xem chúng nào. Anh đã làm gì với những quả xoài này vậy? Anh đã sử dụng thuốc trừ sâu sau khi thu hoạch sao? Thuốc trừ sâu được phun đúng thời điểm mà. Có thần linh mới biết những quả xoài đã bị thối rữa như thế nào. Đó là vấn đề với thuốc trừ sâu. Tác dụng của nó không kéo dài. Đáng lẽ năm nay chúng ta nên sử dụng một loại thuốc trừ sâu khác. Sản phẩm bị hư hỏng rồi. Nếu thuốc trừ sâu có thể trở nên không hiệu quả, bùa hộ mệnh cũng có thể trở nên vô hiệu. Nếu bằng cách nào đó mình có thể thuyết phục được bà rằng Kali đã không còn tác dụng như một lá bùa hộ mệnh, bà chắc chắn sẽ đuổi chị ta ra khỏi đây. Nikan, nghe nè. Anh đang rời khỏi nhà mà không ăn sáng sao? Anh hả? Tất nhiên rồi. Đúng, ý anh là anh sắp trễ giờ làm rồi. Anh có thể rời đi sau khi ăn sáng. Thôi nào, lại đây, nhanh lên. Ngồi xuống đây. Đây là paratha. Em rất xin lỗi. Em không biết là anh muốn dùng sữa chua ngọt hay là mặn. Ngọt. Em thêm chút đường nha. Không, anh thích mặn. Em sẽ cho một ít muối. Nào, ăn đi. em đã làm những thứ này đó. Em có thể hiểu. Anh ngạc nhiên và điều đó là bình thường. Em chưa bao giờ cư xử với anh như là một người vợ nên làm. Nhưng mà bây giờ em đã chấp nhận rằng ngay cả em cũng có lỗi. Ở mức độ nào đó thì em đang trừng phạt anh vì điều mà anh chưa bao giờ làm. Cảm ơn. Em không biết, nhưng em đã trút bỏ được gánh nặng lớn cho anh. Anh vẫn đang chờ đợi rằng em tha thứ cho anh để chúng ta có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Anh đã nói đúng rồi. Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Ăn sáng đi nào. Kali đã đúng. Rõ ràng thời gian tạo ra những bí ẩn, và dần dần mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà thôi. Nè Gauri à, nhanh tới đây và để lại dấu tay của con trên những tấm vải này đi. Dạ, con đã làm điều đó rồi, hãy nhìn xem. Kali, con có khỏe không? Con ổn mẹ Mansi. Mẹ đã biết Adrian đang cố gắng làm gì. Cảm ơn thần linh dù đã đến đó đúng thời điểm. Nếu không thì Adrian kiếm cớ cho Victor Avi rồi đi ra ngoài. Nhưng mà mẹ không thể nào nói cho Victor Avi biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chỉ hy vọng mọi chuyện được giải quyết mà thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn chắc chắn là vậy. Nhờ phước lành của mẹ, dù đã đến đó đúng lúc và đã cứu con đó mẹ à. Mẹ có biết là con đã tìm thấy gì trong phòng của mình không? Là mảnh vải thiên liêng. Nó mang dấu tay của con thay vì là của Gauri đó mẹ. Đó không phải là một sự trùng hợp kỳ lạ sao? Mảnh vải đã ở đây khi không ai tưởng tượng được rằng con đã kết hôn với Du. Đó gọi là định mệnh đó Kali. Là định mệnh. Đôi khi chúng ta không thể biết số phận đang sắp xếp điều gì cho mình. Kali à, con đừng xem nhẹ chuyện này đó. Mẹ không biết tại sao mẹ lại có cảm giác rằng đó chính là một dấu hiệu. Nó có thể là dấu hiệu cho phước lành. Hãy cố gắng nhớ lại đi Kali. Có lẽ có một cuộc trò chuyện hoặc là một sự cố liên kết mình với mảnh vải này. Nhưng có thể cung cấp cho con câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của con. Hãy cố gắng nhớ lại đi nào. Vậy là đám cưới đã kết thúc rồi. Bây giờ bà phải tìm kiếm sự phù hộ của những người lớn tuổi. Giữ lấy nào. Đầu tiên cô dâu sẽ tìm kiếm sự phù hộ từ vị thần của gia đình của chúng ta. Con hiểu rồi mẹ Mansi. Con hiểu dấu hiệu là gì. Con nhớ rồi, chuyện gì vậy Kali? Còn để in dấu tay của mình ở ngôi đền. Nó vẫn sẽ ở đó, cho nên con cho Du xem những dấu tay ở đó. Được không hả? Được không hả mẹ Mansi? Được Kali. Một khi Du nhìn thấy những dấu tay đó thì thằng bé sẽ biết rằng đó là dấu tay của con. Có nghĩa là Du, nó đã kết hôn với con. Đó là điều đúng đắn nên làm. Kali à, dạ mẹ Mansi. Đó là điều con sẽ nên làm. nhưng mà làm cách nào để mà đưa Du đến ngôi đền đây? Bà ơi, Du à, anh đi đâu vậy? Anh đang đến văn phòng, em có một số việc ở gần đó, anh có thể cho em đi nhờ tới được không? Anh ấy chắc chắn sẽ làm được. Bà ơi, nếu bùa hộ mệnh ở bên cạnh anh ấy, Du sẽ an toàn có phải không? Đến cơ quan là thói quen hàng ngày của anh, và anh không cần ai phải đi cùng anh cả. Bà ơi, cháu thật sự phải cần đến đó, cháu có thể đi được không? Cháu có thể thông minh, nhưng mà ta thông minh hơn cháu. Nếu như cháu có một ý đồ xấu xa nào đó thì ta sẽ băm nhỏ cháu ra. Du à, bà nghĩ là cháu nên đưa con bé đi cùng. Đi đi. Mình hoàn toàn chắc chắn rằng Gauri đang làm gì đó. Nếu không thì em ấy đã không cho phép mình đi cùng với Du rồi. Nhưng mà điều quan trọng đối với mình là được ở bên cạnh Du. Mình sẽ xử lý Gauri sao? Em muốn đi đâu? Con đường này dẫn đến đền thờ thần gia đình. Nhưng mà làm sao em biết được điều đó có phải không? Bởi vì em chưa bao giờ đến đây. Gauri đến đây vào đêm tân hôn. Kali làm ơn, anh đã cảnh báo em rồi. Đừng có bắt đầu như vậy nữa. Du à, hãy cùng em đến ngôi đền một lần như vậy đi. Em muốn cho anh xem một cái này. Em còn muốn cho anh xem gì nữa hả Kali? Một dấu hiệu sẽ chứng minh sự vô tội của em. Hãy cho em cơ hội đi. Một cơ hội cuối cùng. Em xứng đáng có phải không? Vào đêm tân hôn, em đã in dấu tay của mình lên bức tường này. Ôi thần linh ơi! Việc này đã xảy ra khi nào chứ? Du! Du à! Đây là cơ hội cuối cùng của em. Mọi thứ đều có giới hạn. Và em tiếp tục vượt qua giới hạn của mình. Anh đã nói với em rồi, điều đó dễ dàng với em. Nhưng mà điều đó không dễ dàng đối với anh. Bởi vì... bởi vì hả Du? Bởi vì anh đã yêu em thật lòng. Ý anh là gì? Ý anh là anh không còn yêu em nữa. Vì vậy hãy ngừng cố gắng chứng minh sự vô tội của em đi. Nó là vô nghĩa, chẳng có ích gì khi cố gắng biến lời nói dối thành sự thật. Anh đã đúng rồi. Thật sự là những nỗ lực vô ích nhưng mà anh đã bao giờ cân nhắc tại sao em cần đưa cho anh những bằng chứng chưa? Tại sao em cần cho anh xem những bức ảnh, đoạn ghi hình và dấu vân tay của em chưa? Đó là điều anh đang nói. Tại sao em cần phải làm tất cả những điều này? Em cần phải làm điều này. Anh không còn yêu em nữa. Nhưng mà anh đã từng yêu em một lần rồi. Tại sao anh lại bắt em phải đưa ra bằng chứng chứ? Và tại sao anh không thể nào tin em? Anh không tin tưởng em sao chứ? Tại sao vậy Du? Tại sao? Bởi vì em đã đánh mất niềm tin nơi anh rồi. Anh đã tin tưởng em hơn chính bản thân của mình. Và đổi lại em đã cho anh những gì? Em cứ nói dối anh. Em nói cho anh biết đi, em nói sự thật khi nào đây? Em đã nói dối anh về giọng hát của em và nói rằng đó là giọng của Gauri. Và em nói với anh rằng em không phải là bạn thời thơ ấu của anh và nhiều thứ khác nữa. Em đã nghe câu chuyện về cậu bé khóc với đàn sói chưa? Đó là những gì sẽ xảy ra với em. Nhưng có một sự thật là gì? Rằng em yêu anh hơn cả bản thân của mình. Đã quá muộn rồi Kali. Quá muộn rồi. Du! Du à! Có thể là đã quá muộn đối với anh, nhưng mà em sẽ đợi anh ở kiếp này và cả kiếp sau nữa. Bây giờ em biết tại sao điều này lại xảy ra rồi. Nó xảy ra bởi vì anh tin vào tất cả những lời dối trá đó, bất chấp mọi nỗ lực của em để cho anh thấy sự thật. Có lẽ là em chưa từng yêu nhiều như em nghĩ. Đúng. Có thể em cho rằng anh yêu em là chưa đủ. Anh đã từng yêu em rất nhiều, tới mức anh bắt đầu ghét bản thân của mình khi anh không thể có được em. Anh đã yêu em rất nhiều, dù bị lừa dối hết lần này đến lần khác. Tình cảm của anh dành cho em không hề thay đổi. Anh không phải là người duy nhất bị lừa dối đâu Du. Đối với một người phụ nữ, không gì có thể tệ hơn nhìn thấy chồng của mình đi cùng với một người phụ nữ khác. Hãy ngừng than vãn tình cảm của em đi. Anh không thể nào chịu đựng được nữa đâu. Em biết không, em xứng đáng với điều này mà. Em phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Và anh chỉ có một điều ước, là để có được một người phụ nữ mà anh yêu. Cuộc sống của anh sẽ trở nên rất phức tạp, rằng anh sẽ không có được người phụ nữ mà anh yêu. Nhưng mà cô ấy sẽ sống trong nhà anh và anh sẽ gặp cô ấy hàng ngày. Đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Không chỉ cuộc sống của anh trở nên phức tạp đâu Du, cả hai chúng ta đều cùng nhau tham gia chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc này. Cả hai chúng ta đều đã bị lừa và chúng ta đều đau lòng với nhau mà thôi. Hãy tin em đi. Chúng ta cần có nhau để mà có thể đánh bại tất cả âm mưu. Anh không cần đến em đâu. Thật tốt là anh đã bị lừa. Thật tốt khi chúng ta trở thành nạn nhân của âm mưu này. Anh đã học được cách chấp nhận hoàn cảnh rồi. Du à, đợi em đã Du. Du! Du! Du!